thành đầu lại với sinh của mình. Xuyên không phạm nhân ta vô địch trong thế giới tu tiên. Tập 71 liên phun bộ nằm dưới phòng mô ta nhé. Tì sinh à, cuối cùng cậu cũng quay về rồi. Hóa mấy người không được có qua đây nha. Ôi cha ơi. Mọi người giúp tôi trông nhiều như vậy rồi sao? Vậy cũng không là gì, tôi không thật cô phụ tiên sinh ngày mà. May mắn lắm mới có thể làm việc cho tiên sinh. Tao mỗi ngày đều phải tiếp nhận bao nhiêu là võ ý. Ôi cha ơi, dựa vào phần thùy liền một mạch đột phá võ thánh. Mà không nói tới cái lúc chúng ta uống súp yêu đế, lúc canh tác còn trông ra trái cây thiền sứ, nhờ đó mà một mạch đột phá tới võ đế. Hồi nhớ cái ngày đó chúng ta chỉ có tu vi võ tông thôi, hôm nay hết thấy đều là công lao của tiên sinh. Năm nay tôi cũng phải đào thêm 500 mẫu đất đó. Wow, nhiều khi như vậy là chuyện tốt. Mấy cái lão đầu này cũng sẽ không phải đã nghĩ là muốn tăng lương mới như vậy đâu nhảy. Bây giờ nhìn xem hệ thống này đưa cho mình cái được cái quỷ tòa kỳ gì à? Hả? Mà nó một con ốc trên túi. Ôi cái này nghe cái tên thùi liền biết quá, nhưng mà nó không phải là cái thứ đồ chơi tốt gì rồi. Ờ tao không nát à, có thể được cái chuyện tại như vậy không? Chết chút đáng tin được không vậy? Đi chết đi, nằm ở dưới sân thật là vướng à. 6 tiếng sau. Thở éo nào, mà cái đồ chơi này được gọi là tổ kỷ vậy trời? Mà nó nửa ngày mới chịu bò lên cái nứa mét thôi. Đi chợ bán thức ăn, mua đồ ăn, chỉ sợ là chết giả trên lưng của ốc sơ xì quá. Ôi, ta dìm như đã triệt đỡ, đã phát hiện rồi. Cái thứ hở tống nát đi chính là dùng đến luôn ơi. Cái địch. A ba, a lu lu. Tôi là ốc sơn mà. A ba, a bù lu bù lu. Thế a ba, a bù lu bù lu. Các người đang trò chuyện cái gì vậy? À, đây là lão bạn cũ của ta. À, ngài ghê. Ủa, vậy nếu người lợi hại như vậy, vậy là bạn cũ của người có phải là cũng rất lợi hại không? Khẳng định là vậy rồi. Cái bản già này có một câu chi tồn dành nguồn. Đến này, ta vẫn còn nhớ rất rõ đây. Là cái gì vậy ca? Hắn nói rằng, mặc dù ta rất chậm, nhưng khi thời điểm ta đủ lớn, thì toàn bộ đại lục cũng chỉ cần ta nhích một khoang thôi là đủ. Ai cha, lại có một cái đùi đã ôm rồi. Bất cỡ là cái gì, điều khác cất rượu hay là pha trà, kỳ quá gì, ta cũng muốn hết tẩy lên tới cao nhất, đánh cao của khác tượng. Nhìn xem, cái tư hệ thống lừa người như người, có cái gì để bằng thưởng chưa? À, rốt cuộc cũng xong rồi. Hả? 7 viên ngọc rồng. Đáng ghét, ở đâu ra gió lớn như vậy chứ? Mà anh có dụng thủy khắp thịt nơi rồi đây nè. Chúc mừng tước chủ, đã điều khác đã tới sánh ngang cùng với thần. Xem bản thông tin. Nhắc nhở tước chủ dịch dần, tu vi không có cách nào kiểm tra được. Kỹ năng 18 loại võ thuật sánh ngang cùng với thần. Cầm cư thứ họa sánh ngang cùng với thần. Chứa thương rèn sát sánh ngang cùng với thần. Trù ngỡ sánh ngang cùng với thần. Cất rượu phản phát quỳ trần. Trà ngỡ phản phát quỳ trần. Vãi. Tức chủ dịch phòng, tù vì không có cách nào kiểm tra được. Nói chung là quá mạnh. Trước đó thì tù vì tông xấu gì cũng hiện ra là phàm nhân. Bây giờ lại không có cách nào kiểm tra ra được. Tù tiền trong tiểu thuyết, bình thường chỉ có thực lực cường đại mới đến mức không cách nào kiểm tra được. Vậy lão tử ôi đồng mà nào phở đến mức khó cách nào kiểm tra được à. Ây da, không có gì để kiểm tra. Hôm nay quá mệt mỏi rồi. À, trở về ngủ thì hơn. Hả? Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này ở trong Trung Châu,
Cố di tượng này thực sự là mẹ hắn sân lâu lắm rồi mới gặp à. Rừng Tây Yêu. Cái khí tức ngột ngạt này, nam hoang vực, đây là Titan. Bất Hải Đại Lục, hồi đến cùng là thần thánh phương nào? Đây là muốn biến thiên sao? Tại tiên giới, một quyền này rốt cuộc là từ đâu đánh tới gì? Vậy mà trực tiếp phá vỡ rào chắn của tiên giới, có thể làm cho một phường viện một vạn dặm, mặt đất cùng không gian của tiên giới trực tiếp đánh vào đánh thành hư vô. Chẳng lẽ là thần chi bí ngạn đến tới ư? Đám thần chi bí ngạn kia là sự tồn tại cao cấp, không có khả năng đi làm cái loại chuyện này. Đây là càng giống như là từ dưới hạ giới đánh lên. Người số cái gì vậy? Một quyền này đến cả chúng ta cũng không làm được. Người nào ở hạ giới lợi hại gì vậy chứ? Trực tiếp đến vỡ rào chắn của tiền giới. Hơn nữa, không để cho chúng ta cảm nhận được một tí khí tức nào. Nếu như người ở hạ giới có thể một quyền đánh vỡ, vậy thì cái đám người ở tiền giới như chúng ta không bằng tìm kẹt đất mà chui xuống chật thì còn tốt hơn. Phía dưới trần gian, muốn tự liền thôi, tại sao có khói khó như vậy chứ? Đúng là nhân sinh không có thú vị mà. Tuyên bố nhiệm vụ mới, tèn. Ôi trời ơi, hụ chết người rồi đó, người có thể đừng có đi ra như vậy, đuôi không vậy? Dùng văn tự nhắc nhở là được rồi, dùng văn tự ấy, biết không? Biết sao còn chứ, tưởng tư ngực, người phát ra một tia là già, chết người các thứ ngầu về lờ ra. Từ thân thể chính là sạc nhật, nhưng mà ta hiện tại chỉ muốn bảo chết cái đầu của người. Hay không rảnh nói chuyện phím với người, người có nhiệm vụ mới. Lần này lại là học cái kỹ năng gì mới đây? Dù sao thì học được cũng không thể nào tu luyện được. Nội dung nhiệm vụ mới: túc chủ từ lò trả tiền mở rộng vò quán, sáng tạo ra tông môn. Cũng như thu nhận thờ mục, 100 người làm đồ đệ. Tốt. Tự trả tiền mở rộng võ quán, cái nợ cần phải xài bao nhiêu là tiền chứ? Còn muốn sáng tạo ra tông môn mà nữa chứ? Mở võ quán đã không kiếm ra đệ tử rồi, còn làm tông môn nữa chứ? Đây là muốn đào hố chết ta sao? Ngươi nhìn kỹ một chút nhiệm vụ, ban thưởng là cái gì đi? Ban thưởng từ nhiệm vụ, túc chủ có thể bắt đầu tu luyện. Hả? Cái gì? Ta rút cuộc cũng sắp thông qua cáo hạch của hệ thống, trở thành người trên người siêu bố đời chân chính sao? Ui, thật là đáng mừng, thật là đáng mừng. Được rồi, không phải chỉ là tự trả tiền xây dựng thờ một quả quán thôi sao? Tự trả tiền thì trở tiền chứ, chỉ cần có thể tu luyện thì chuyện này không phải là vấn đề. Tàu mù sáng tạo thì sáng tạo chứ, về một phần trăm nghìn đệ tử, trăm người đệ tử, ta có thể đi đào, cũng đào đầu đến 100 người. Tông môn thế giới này, mặc dù không có đi tham quan bao giờ, nhưng mà kia trước thì phim cùng với tiểu thuyết mình cũng xem qua không ít. Đầu tiên là làm sao thu nhận đồ đệ đây? Hình như là ngoại trừ cách vừa dụ vừa lừa thì không có cách nào khác cả nhà. Cho nên tông môn nhất định là phải cao đại thượng mới được. Quá phèn thì khẳng định không thằng nào đến. Ở định trước mắt là cước đáp thức địa, là công phu mặt ngoài. Công phu mặt ngoài nhất định thì phải làm cho tốt. Bước đầu tiên, một cái sơn môn nhìn cao đại thượng, một bước phó tượng ngồi bức. Sơn môn thì đầu tư nhiều tiền, cho cao lên một chút lầu cơ. Phó tượng thì lấy con rồng điều khác trước đây, bay giữa ít tông môn. Bước thứ hai là tông môn phải nhìn thấy tiền khí bay bồng bềnh, sương mù lượn lờ. Nguyên khí hóa học kia trước ta vẫn còn nhớ một chút ít,
Mà kể nó có linh khí hay là không linh khí, thì công trình thì mặt mũi vẫn là quan trọng nhất. Chỉnh thành sân khấu thì hiệu quả như vậy, cứ đốt đuốc là được rồi. Thứ ba, thì tầng thư các của tầng môn. Tốt xấu gì trước kia mình cũng là một phần tử trí thức ở nhà. Về phần người khác thì có lên ngộ được chút gì hay không, thì cái này thật sự đúng là không thể nói chính xác được. Bước thứ tư là phía sau núi và cấm địa của tầng môn. Cái này có thể làm nổi bật nội tình tầng môn. Về phần phía sau núi thì có cái gì khi yếu quan trọng đâu. Bắt một chút giỏ thú bỏ vào trùng bình thường là có thể phát ra một chút tiếng rong thôi, nhưng trang bức là được rồi. Bước thứ năm là tông môn hộ sơn thần thú, cao thủ là át chủ bài. Cái này sao? Vậy thì để con ốc sên kia làm hộ sơn thần thú đi. Dù sao thì ai cũng chưa từng thấy qua con ốc sên to bự như vậy. Nó không chừng thật sự đúng là có thể hù dọa người khác. Mà cao thủ át chủ bài thì phải dùng cái tay kia tình kia. Đúng lúc đó thì đem cái đầu sọ lỗ ra, cũng hẳn là có thể hù dọa người ta chứ nhỡ. Cuối cùng trọng yếu nhất chính là người ta nói tới, dù sao cũng phải dạy cho người ta một chút cái gì đó chứ. Mà dạy tu luyện giả ui thì đó không được, mới dạy thì lên lỗ tấy có mẹ nấu rồi. Vẫn là cứ dạy cái gì mình biết thôi. Vậy bọn họ đánh đàn, đánh cờ, cất rượu rồi ngâm thơ, điêu khắc là đủ thứ rồi. Có mỹ danh từng nói, vì tu thân mà dựng tính, vì đời cao tu vi mà đặt nền móng. Cứ như vậy là xong rồi. Cơ hội thời hoàng mỹ, phải trước tiên có mua một miếng đất để bắt đầu đi. À dạ, hơn phần nửa gia sản của ta đó nhà, sau này phải mất ăn mất mặc lại rồi. Đã muốn làm tầng môn võ quán thì cứ để tầm làm tấm cùng cho mình đi. Tiếp theo chính là tìm kiếm lực lượng lớn nhân lực để xử lý miếng đất này. Dạ tiên sinh, quà đã lâu không gặp nhà, mọi người sao lại tới đây? À, chúng tôi nghe nói tiên sinh muốn sáng tạo tầng môn liền đến đây bái phỏng. Thời gian qua đi mấy tháng, phản phất giống như là một cách, một thế hệ. Hôm nay rồi cô cũng đã gặp tiên sinh rồi. Ngài thật là đẹp trai như vậy. Ngài là thân, là hòa hồng đối với ta. Là nhờ ngài chiếu sáng sự một sinh mệnh hắc ám như ta, để cho ta thấy thế giới này đẹp có ý nghĩa. Ta bị vẻ đẹp trai của ngài làm cho rối lỡ, từ nay thế giới không còn thiếu nước. Ai mà cả bà 4 tháng mà thôi, có còn khó trương như vậy không? Này, kỳ thật thì ta có một vấn đề sớm đã muốn hỏi rồi. Tiên sinh cứ thính giảng. Mấy người đến cùng là làm công việc gì vậy? Hả? Tiên sinh tự xưng là người thường, đến cảm ngộ cuộc sống bình thường. Điểm này thì chúng ta cũng không có quên. Nếu như chúng ta nói là người tu luyện thì phá giới cơm mẹ nấu rồi. Vậy chúng ta đến cùng là làm cái gì đây? Ôi không nghĩ tới tiên sinh lại có thể hỏi ta như vậy luôn. À vấn đề này tôi biết nè. Chúng tôi chính là tu... Lạc Ly à, người quên trước đó ta đã nói với người sau, trước mặt tiên sinh thì ngàn vẫn lận không thể bại lộ tu vi. À còn quên mất, thật là xin nói. Hả tu? À tu cái gì? Ở chung lâu như vậy sao còn thẹn thùng như vậy nhỉ? Ý à, thưa tiên sinh, chúng tôi làm tu sửa nhà ở. Đúng là tu sửa nhà, được gọi là sang hơn là phụ hồ. Lan Tuyết à, làm được đó nhà. Chỉ cần là xây nhà thì chúng tôi rất là chi là chuyên nghiệp. Ồ, ui, thật sự là quá tốt rồi. Trong tay mọi người có bao nhiêu người? À, tiên sinh muốn người. À, đúng rồi, mọi người có thể gọi tới nhiều hay ít. Giờ tiên sinh còn à, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. À, quá đã rồi. Bác với tới đây ngồi đi, vừa vẫn có một chút việc cùng mọi người thương lượng đây. Uống nên đây uống trà đi. Wow, không nghĩ tới đời này có thể uống được trà do tiên sinh tự tay pha chế. Ta chết cũng không tiếc. Hả? Uống trà thôi mà kích động như vậy sao? Sợ không phải làm vua hộ quá cực khổ, không uống nổi nước luôn hay chứ?
chút nữa thì cho bọn họ thử một chút vậy. Thứ này, cái thứ này sao mà bố đời dữ vậy trời? Một bên thanh trừ tạp chất, một bên trong cơ thể, lại một bên tinh tiến tu vi. Ôi, tu vi đến điểm cực hạn rồi, bây giờ ta muốn đột phá. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. À, mọi người cứ từ từ uống nhà, không cần phải gấp gáp. À, mà vừa mới bốc ra khỏi nước sôi à, không sợ bị bỏng miết hầu. À, vâng, vâng, vâng. Chứ là chuyện chính, tôi muốn cùng hai người bàn một chuyện. Mỗi người vừa là phụ hộ, con có thể gọi thêm không ít người mà trong tay của tôi vừa vẫn có không ít phòng muốn xây. Cho nên, tôi dự định báo cho mọi người để cho mọi người tới giúp tôi xây. Ba người cảm thấy thế nào? Thì ra là xây nhà, chuyện đó là đương nhiên được rồi. Đừng nói là xây nhà, cho dù lỡ đầy gánh phần thì cũng ok là hết. Được rồi, vậy có tiếp thì chúng ta thương lượng một chút về công việc cụ thể đi. Ôi, thật là tốt, quyết định chuyện xong đại sự, con dễ dàng với giá cả như vậy, liền mời được một đội đến thi công. Cái gì à, nếu không ở lại ăn cơm một bữa đi. Hả? Ta vừa vàng để nấu canh ngưu tiên, mỗi tôi cùng ăn thì không hết, con bôi bổ một chút nhỉ. Ôi, đã tạ tiên sinh. Đi hái đồ trước. Trung Thành, đi lấy chút dưa tay tới đây. À, vâng ạ. Tiên sinh thực sự là nhập phàm đến cực điểm mà, mọi thứ đều tự thân đi làm. À, tiên sinh à, có còn giúp hay không? À, thật là quá phiền cho mọi người rồi. Ngô tiên này làm phiền mọi người hỗ trợ làm sạch một chút nha. Ngô tiên là dương vật và tinh hoàn của con trào. À, được tiên sinh. Ý, ôi, con hàng này cũng quá lớn rồi đi. Cái phần này là liên thông kinh mạch. Bên trong kinh mạch này còn có linh khí chưa tiêu tán. Rồi còn là thứ gì lâu lại. Cả bộ này đều có linh khí. Hơn nữa lại là cực kỳ phi thường và nồng đậm. Cái này căn bản không phải là ngô tiền bình thường, mà là của một con yêu thú tu vi cường đại. Hơn nữa ít nhất cũng phải là đế cấp. Dùng cửa hàng của cấp bậc yêu đế để bồi bổ thân thể, quả thực là không dám tưởng tượng. Để một chút nữa phải uống nhiều, một chút phải cỡ hài bát à. Ôi, những người này đối như vậy sao? À, đến đây Trung Thành, đây là phần của người. Đã tạ sư phụ. Sư phụ à, con ra ngoài cửa, bà cô nương còn ở bên ngoài chờ. Cô ta đợi ngươi là cái gì? Cô ấy nói là có biện pháp để làm cho con được tu luyện, cho nên để cho con mỗi ngày đi tìm cô ấy. Nếu như ta trở thành tu luyện giả, vậy có thể bảo vệ sư phụ rồi. Ôi, áo hài tử đi tông thá nghe. Vài dặm bên ngoài vào quán, gần đây quan hệ của ta với hắn thì càng ngày càng tốt. Hắn đối với ta thì cũng không còn mâu thuẫn. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà chuyện này vẫn không thể nào sơ xuất. Ngươi thật sự là xác nhận hắn là thần thể? Đã xác nhận chắc chắn rồi. Thần thể của hắn trong giai đoạn thời gian này là nhờ thôi động linh khí, đã có xuất hiện đặc thù cùng với dị tượng. Để chút nữa thì hắn đến, chỉ còn ta dùng linh khí đặc thù rót vào trong cơ thể hắn, đến đầu hắn sẽ tốt ra huyến ảnh kim sắc. Ây da da, vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem thân thể được trời ưu ái đến cùng có gì không giống bình thường. Người đã đến rồi. À, người thực sự có thể làm cho ta tu luyện được sao? Úi trời, vô sự phát sinh, nhưng mà vái kẹp trầy. Mà nó kiểm soát gì tường đầu, đây đơn thuần chỉ là trở nên đẹp trai hơn mà thôi. Không, không thể nào, ta chú, ta lại chú. Tại sao có thể như vậy? Vô sự phát sinh vậy là siêu dễ gậy. Ôi, chuyện này sao với những gì người nói là không có giống ở nhà. Tại sao lại muốn tổn thương con mắt của ta chứ?
Mỗi ngày ta đều lấy linh khí thôi động, rốt cuộc mới có thể giải tỏa đi phần nào thân thể đã bị ẩn đi của hắn. Thậm chí ngay cả sáng nay ta còn thôi động thành công mà. Làm sao mới ăn xong một bữa cơm liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy được chứ? Ai này, người không sao chứ? Hôm nay hơn nữa hôm nay nóng quá. Hả? Mở ra chứ, nhìn, người nhanh xác nhận kinh mạch của hắn thử. Không có thần thiếu.